Chào các bạn. Hôm nay trời vẫn mưa gần như là suốt ngày. Giờ nó mới hửng nắng được một chút thì mình chia sẻ với các bạn cây cây sung bonsai mini sai quả của mình. Đấy. Đây là tổng thể của cây. Đây là cái quả phúc. Đây là cái tay một đấy. Hiện tượng là đang dâu quả tiếp theo các bạn ở trên này này đấy. Đang dâu quả, còn cái đây là cái tay hai mà cái tay cành ghép đây, cái này là cành ghép đây, mình sẽ quay đi cho các bạn là dễ xem, nó ngược nắng nó khó xem. Đây là cành ghép mình đã cắt. Đấy, mình đã cắt đây. Đấy, các bạn nhìn bây giờ cái vết ghép của nó đã liền. Đấy, tuy nhiên là mình vẫn muốn kéo cái phần cành này nó thấp xuống để tạo cái độ mềm. Đấy, tạo độ mềm. Thì mình cũng vẫn còn sợ cái vết ghép nó chưa được chắc chắn. Cho nên mình vẫn phải buộc dây ở cái đầu này. Mình ghi mình giữ. Để nó khi mình kéo đây nó không bị bật cái ghép này ra. Đấy. Thì cái vết ở cái cành này thì vừa rồi em cũng đã cho một nứa quả rất là sai. Đấy. Đã rụng hết và bây giờ là tiếp tục nứa hai đang ra quả ở cành ghép. Đấy. Bởi vì nó vẫn là một trên một cây cho nên nó mọi sự phát triển nó vẫn bình thường hết các bạn này. Đấy. Nên rất là khỏe mạnh. Các bạn thấy cành ghép nên rất khỏe mạnh. Đây là cái tay thứ ba. Tay thứ ba phát triển rất là tốt. Đấy, các bạn thấy cái chùm quả nó như thế này. Rất là sai. Chịu chịt rồi các bạn này. Rất thích mắt. Tán thì các bạn thấy cái tay hai này tán rất là to, rất là khỏe. Các bạn nhìn cái găng tay của mình này. Hơn 2 găng. Chiều này cũng vậy. Đây là cái tay 1. Thì em phát triển rất khỏe mạnh. Và cũng cho quả rất sai. Và các bạn ở đây thì vẫn là thỉnh thoảng thấy những con chuột. Đấy. Thì khi cây nó ra quả thì bắt đầu nó cứ trèo lên nó cắn rụng quả các bạn này. Đấy. Đây là những cái dâu quả ở thân. Đấy, rất hay. Và những cái tay này. Đấy, ngày mai mình cũng sẽ viết xuống để cho nó ra quả. Đấy. Như thế này, các em sẽ ra quả để cho nó sai cái quả cái phần gốc như đây. Đây các bạn thấy này. Cái chuột nó cắn nó rụng lá rồi là quả con này. Rụng này. Đấy. Gốc bệ của thân rất là đẹp, cây rất là đẹp. Còn đây thì cũng như là cái tay bên kia mình vừa nói thì cây em sẽ cho quả như thế này. Đây. Đương nhiên từ những cái cành nhỏ nhỏ này
thì các em trở thành những cái dâu quả. Đấy. Cho dù nó không được trở thành những cái dâu quả ra từ thân như thế này. Đấy. Nhưng mà sau này thì cứ dần dần thì phát triển lên thì các em cũng thành những cái dâu quả rất là đẹp. À, và nó cho quả sai nên thì trông cũng vẫn thích mắt các bạn này. Đấy, đây những cái khu vực này báo cáo các bạn là vừa rồi nó mới rụng. Khu vực này nó sai thì thôi rồi, chịu chịu được các bạn này. Các bạn thấy này, chuột nó leo trèo nó cắn nó rụng hết quả con này các bạn này. Rụng hết quả con như thế này, không là rất là sai. Một cái điều kích thích nữa là những cái mầm này, những cái mầm này là cũng đang phát hiện nên là những cái mầm mới, sau này nó sẽ là những cái mầm quả rất là đẹp, tạo cho cái phần gốc của mình nó sẽ nhiều mầm quả. Thì nó sẽ xum xuê phần gốc thì nhìn rất là đẹp mắt các bạn. Gốc bệ thì nhìn rất là đẹp. Cây rất là mềm. Thực sự có lẽ cây này thật rất là giá trị. Đây các bạn nhìn. Hoành sát gốc này của nó thì tầm khoảng trên 40 các bạn. Nhưng nó côn lên rất là đẹp. Và nên thân rất mềm. Thì vòn bông tay thì báo cáo các bạn thì đấy, như các bạn đã biết mình giới thiệu nhiều lần. Hiện nay thì bông tay đã đóng gọi là như ý và mãn nguyện. Đây là tổng thể các bạn thấy. Rất ấm cây và rất đẹp. Đấy, với cây này thì cũng có một số bạn ở nơi xa nói là mình chuyển ship cho với giá 2 triệu và người ta chịu hoàn toàn phí ship, nhưng mà mình cũng không làm được các bạn, rất là bận. Đấy, còn bạn nào ở trong Vĩnh Bảo này thì đến tận nhà thì mình sẽ nhượng lại cho với cái giá 2 triệu. Các bạn về chỉ các bạn chỉ việc chơi thôi. Rất là sai quả các bạn. Dáng rất là đẹp và mềm. Đấy. Chiều nào nhìn cũng thích mắt. Thế thì hôm nay mình cũng chỉ chia sẻ với các bạn với cây sung bonsai của mình. Sau thời gian ghép đầy đủ bông tay, cây phát triển rất là tốt đẹp, tiếp tục cho những nước quả. Đấy. Thì mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.